Cây này cây nâu bồ câu nha bạn. Cây này cây song thân cũng đẹp lắm, già cây dữ lắm. Hôm trước cây này mình quay nó có đặt lá, anh kia anh tưởng đâu cây chết, anh hỏi cây còn sống hay đã chết. Này hình như mấy tháng này ra lá nè, đã tỉa mấy đợt rồi, tỉa hai đợt rồi. Cây này nó già đẹp lắm, mặt tiền đẹp lắm, nhưng mà nó ở ngoài sau nó có cái lỗi nha bạn. Để chúng mình quay lại cái phần lỗi cho bạn coi, bị lỗi cho cái mặt sau là nó bị bể á, mà nó quá đá luôn rồi, nó xàm rồi. Đó trước cái hoành cho bạn coi, cũng bự lắm. Cây này hai thân già cây lắm, đùa không, lá nó nhỏ. Cái này được 50 nữa bạn, đó khúc trên luôn á, khúc dưới chắc nó bự. 53, khoảng chỗ này được 50, chiều cao được 53, 60, là ngang được khoảng 60, già cây thấy ghê luôn ạ. Cái này mình đóng cái kiện, còn cái này về mấy bạn gom vô cái chậu nhỏ được, tại mình nói chung mình buôn bán nên mình không có, chứ mình gửi cây chứ mình không có trồng vô cái chậu. Mình không có, chỉ mình bỏ vô chậu để mình nuôi thôi. Già cây nó bị lỗi chỗ này nè bạn, mình quay lại cho bạn. Sao nó bị bể nè, nhưng mà nhìn nó cũng có duyên lắm, già cây đẹp lắm. Sao để vô cho nước được nè, để mặt sàn rồi, quay lại rồi ngoài rồi. Đó, để cho nước được. Đó. Nhưng mà nó già cái lắm, xàm rồi nha bạn. Người ta tét cái lớp keo rồi, người ta keo ấy rồi, người ta pha với keo xàm rồi thứ nhất. Già cái. Nó bị bể cũng uổng ghê. Nhưng mà nó già cây lắm nha bạn. Cây này già cây đẹp lắm. Tiếc một cái là nó hồi xưa chắc ngoài sau là cái thân. Hồi xưa cũng là một cái thân nên nó bể. Cây này đóng một cái kiện cũng bự à, tại nó có cái bầu tàn cũng lớn. Nuôi bồ công nha bạn. Dạ cây. Cái này nói chung mình chơi bình thường không còn gì đó, nó cũng không có bể à, cái mặt sau thì nó bể thì nó xam rồi, nó cũng không còn bể nữa, nó cứ vậy vậy hoài. Cái này nó xẹo nó kéo hết. Này mình buông kẽm rồi, mình chỉ dằn thêm một số tàn cho nó kín thôi. Mấy cái này mình buông kẽm hết rồi, bấm kẽm bỏ ra rồi. Chỉ còn có phần ngọn là phần cái này mà mình dằn lại một số kẽm thôi. Ở đây mình dằn lại một số kẽm. Phần ngọn là câu tàn cho nó ấy lại thôi, còn về chỉ cắt chơi thôi. Mấy này già mình chơi giải trí cũng được bạn, cây già nuôi công nha bạn.